Ý Nhi cập nhật khoảnh khắc đời thường tại Sydney, được Hoa hậu Mai Phương nhắn nhủ một điều. Ý Nhi chia sẻ những khung ảnh thường nhật sau gần một tuần thích nghi tại Úc. Chiều ngày 13 tháng 11, trên trang cá nhân Hoa hậu Ý Nhi chia sẻ chùm ảnh check-in tại trường Đại học Sydney. Tạm chia ra bộ cánh tiểu thư tông hồng cầu kỳ, cô nàng khoe sắc trẻ trung trong áo thun trắng in họa tiết phối cùng quần jean đơn sắc. Nàng hậu trang điểm đơn giản nhấn nhá với môi son đỏ đậm, phù hợp với tiết trời nước Úc cũng như tăng điểm tạo hình. Cô nàng diện thêm kính mắt mèo thời thượng. Chùm ảnh thứ ba được lưu giữ trong bối cảnh cổ kính nơi mái trường của Ý Nhi đặc biệt nhận được sự quan tâm từ đông đảo người hâm mộ. Nhận được nhiều phản hồi tích cực từ công chúng, Hoa hậu Thế giới Việt Nam năm 2023 đã dần cởi mở hơn trong việc chia sẻ hành trình du học trên mạng xã hội. Người đẹp Bình Định nhận được nhiều lời khen từ phía cộng đồng mạng. Nhiều người nhận thấy cô nàng đã thêm phần lạc quan, trông đầy sức sống hơn sau một tuần thích nghi cuộc sống mới. Bên cạnh những bình luận yêu mến từ khán giả, Hoa hậu Mai Phương cũng gửi lời nhắn nhủ đến đàn em, xinh quá đi bé, take care, hãy chăm sóc bản thân, nhen em. Hồi âm lời động viên, Ý Nhi cũng gửi lời cảm ơn chân thành từ mỹ nhân sinh năm 1999. Được biết, Miss World Việt Nam 2023 được Đại học Sydney trao học bổng 20%, hơn 310 triệu đồng. Qua vlog cuộc sống thường nhật đăng tải trước đó, Ý Nhi tiết lộ cô sống cùng em họ trong thời gian học tập tại xứ sở chuột túi. Để thuận tiện cho việc đi lại cũng như tiết kiệm thời gian, cô nàng ưu tiên sử dụng tàu công cộng. Chia sẻ về suất học bổng tại ngôi trường danh tiếng, Ý Nhi cho biết, nhận thấy lịch học tập mở rộng vốn sống và hiểu biết là điều cần làm trước hết, Ý Nhi sẽ đi du học 2 năm ở Úc theo như dự định từ trước. Đây là chương trình đào tạo liên kết của trường mà Ý Nhi theo học với phần học bổng được trường đại học bên Úc hỗ trợ. Ý Nhi nghĩ rằng đây là thời điểm là điều kiện thuận lợi để cho mình có thể trau dồi kiến thức, hoàn thiện bản thân, mở rộng thế giới quan và hoàn thành chương trình đại học của mình. Đừng quên theo dõi New 24 giờ sao Việt để cập nhật những thông tin mới nhất.